Chào các bác nhé, hôm nay em lại lên cho các bác một con đẩy nước sản xuất năm 2022 nhé. Đẩy cho bác xem 2022 vừa là sản xuất 2022. Con này là hàng Việt Nam các bác nhé, hàng Việt Nam chứ không phải hàng bãi. 32 xỏ, 32 xỏ, rất nhiều xỏ nhưng mà nói chung là công suất của nó chỉ bằng con 20 xỏ của hàng bãi thôi. Nó nhiều xóa, công suất của nó chỉ bằng tầm 20-24 xóa hàng bãi thôi. Đó. Hàng Việt Nam. Đó. Còn mới. Lướt luôn. Còn lướt. Cái này để rất là đẹp. Đẹp đẹp hơn hàng bãi rất nhiều. Nó còn đẹp gần như mới luôn. Gần như mới luôn. Đó. Cái này đánh đồ 30 thì quá ok. Không gì suy nghĩ. Đó. Để cho các bác 2,6 triệu. Đó nha. Để cho bác 2,6 triệu. Đẹp long lanh luôn. Hàng Việt Nam. Rất là nhiều sò. Công suất của nó thì không được cao như cái dòng. Nếu như mà cái dòng 32 sò này mà nó là dòng hàng bãi thì chắc là không bao giờ dưới 4 củ các bác. Không bao giờ dưới 4 củ. Nhưng mà nó là hàng Việt Nam nên nó chỉ có hơn 2 củ thôi. Nhưng mà nó là hàng nước sản xuất 2022, còn gần như mới luôn. Đó. Có bác nào ít tiền mà đòi hít đồ thơm thì alo cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác.